Ukraine tiết lộ thời điểm hội đàm trực tiếp Putin-Zelensky. Trả lời phỏng vấn của cổng thông tin Wirtualna Polska hôm 17 tháng 3, Mikhail Podolyak, trợ lý cho Tổng thống Ukraine lưu ý, cuộc hội đàm trực tiếp Putin-Zelensky có thể chỉ diễn ra khi một hiệp ước hòa bình giữa Moscow và Kiev được ký kết. Ngay sau khi các công việc về thỏa thuận hoàn tất, chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức các cuộc gặp. Nó sẽ diễn ra trong những tuần tới. Địa điểm tổ chức không quan trọng đối với chúng tôi. Nó có thể ở bất cứ đâu, ngoại trừ Nga, ông Podolyak nói. Trợ lý của lãnh đạo Kiev cho rằng, quá trình hoàn tất thỏa thuận có thể mất một thời gian, từ vài ngày đến một tuần rưỡi. Ông thừa nhận hiện tại cả hai phía Ukraine và Nga đều khăng khăng các quan điểm của mình. Việc Nga rút quân ngay lập tức là một trong những khía cạnh then chốt của thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán là một quá trình quy mô lớn không chỉ liên quan đến Nga và Ukraine. Ba Lan nằm trong số những nước khác cũng tham gia. Quá trình không chỉ gồm việc ký kết thỏa thuận, chúng tôi muốn phát triển một cơ chế cụ thể bảo đảm an ninh của đất nước trong tương lai. Ông Podolyak giải thích, ám chỉ rằng ngay cả việc đạt được thỏa thuận cũng không có nghĩa xung đột chấm dứt. Theo Đài RT, các phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng thương lượng kể từ khi Moscow phát động chiến dịch tấn công quân sự ở Ukraine ngày 24 tháng 2. Cho đến nay, các cuộc đàm phán vẫn chưa đem lại bất kỳ kết quả hữu hình nào, ngoại trừ việc Moscow và Kiev tìm thấy điểm chung về việc tổ chức các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi vùng chiến sự. Tờ Financial Times ngày 16 tháng 3 đưa tin, tiến bộ đáng kể trong đàm phán hòa bình là hai bên đang thảo luận về một dự thảo kế hoạch 15 điểm, bao gồm cả việc Nga rút quân và Ukraine trở thành một quốc gia trung lập dưới sự bảo vệ của các đồng minh phương Tây. Tuy nhiên, Moscow đã bác bỏ thông tin trên. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi đây là tin giả, đồng thời hứa sẽ cập nhật cho công chúng biết nếu đạt được bất kỳ bước đột phá thực sự nào trong các cuộc thương lượng. Kiev cũng phủ nhận thông tin của Financial Times. Ông Podolyak nói, kế hoạch 15 điểm chỉ phản bác các yêu cầu của phía Nga, ngoài ra không có gì hơn.